do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến. Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông báo lùi lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, lịch mở chức năng thanh toán theo các tỉnh thành sẽ điều chỉnh như sau. Từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8, Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 8 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ ngày 26 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, dành cho các thí sinh thuộc các tỉnh thành còn lại. Năm 2022 là năm đầu tiên ngành giáo dục tổ chức thu lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến.